Mến chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 6, chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc cuối tuần vui tươi và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 21 tháng 6, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự có mặt của gần 250 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh về dự đại hội. Dự đại hội có đồng chí Lê Thanh Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ và lãnh đạo văn phòng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 9, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam Dân kiện Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam Dân kiện Đại hội 10 Công đoàn tỉnh Phật Liêu Báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2018-2023 Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam Đồng thời biểu quyết số lượng cơ cấu Ban chấp hành khóa 10 với số lượng giới thiệu bầu 38 đại biểu để bầu chọn ra 34 đại biểu tham gia Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa mới Thưa quý vị và các bạn Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ xuất quân học kỳ trong quân đội khóa 2 năm 2018. Hơn 100 chiến sĩ nhí cùng nhiều phụ huynh đã có mặt tham dự lễ xuất quân và thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh có công trong công cuộc bảo vệ tổ quốc tham gia chương trình học kỳ quân đội trong 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 tại trường quân sự tỉnh, các em sẽ được trua rèn như những chiến sĩ bộ đội thực thụ, được huấn luyện một số kỹ thuật quân sự cơ bản giúp các em ứng phó với các tình huống khi cần thiết, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để tự lập, tạo hành trang bổ ích cho mỗi em trong tương lai. Không những thế, các em còn được tham gia những buổi học mang tính đời thường như viết thư cho cha mẹ, những buổi tâm sự của chính mình, những phút thú nhận lỗi lầm và từ bỏ nó đồng thời có những buổi học về thay đổi nhận thức, đánh thức tinh thần trách nhiệm ở mỗi em, để các em nhận ra mình cần phải sống có ích cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động xã hội, các trò chơi thể thao. Sau lệnh xuất quân của đại đội trưởng, tất cả chiến sĩ nhỏ chào tạm biệt gia đình cùng nhau bước vào ngôi nhà chung tại trường quân sự tỉnh. Hôm qua, lãnh đạo huyện Quỷ Dính Lợi đã đến thăm và chúc mừng cán bộ viên chức Đài truyền thanh huyện nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018 thay mặt lãnh đạo quyện đồng chí trương giang nhớ phó bí thư thường trực quyền quỹ đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ viên chức đài truyền thanh quyện trong công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương đến với nhân dân đặc biệt là công tác thu thập nắm bắt thông tin thời sự chính trị trên địa bàn quyện và phản ảnh kịp thời trên sóng đài truyền thanh quyện và đài phát thanh truyền hình tỉnh bạc liêu qua đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quyện quỹ mong muốn trong thời gian tới, cán bộ viên chức Đài Truyền thanh huyện phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, bám sát các hoạt động chính trị huyện nhà, đi sâu phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống, góp phần cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ và chính quyền đã đề ra nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018 có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh tiếp cận trực tiếp với sinh viên. Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng trực tiếp cho hơn 150 sinh viên năm cuối của trường. Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng là hoạt động thường niên của Trường Đại học Bạc Liêu được tổ chức cho sinh viên năm cuối tham gia ngày hội các thí sinh được nghe từng doanh nghiệp cung cấp thông tin về doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng bên cạnh đó các sinh viên còn được trao đổi trực tiếp chế doanh nghiệp về các vấn đề như yêu cầu vị trí tuyển dụng chuyên môn công tác mức thu nhập của từng vị trí làm việc ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng không chỉ tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên còn giúp nhà trường nắm rõ hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp từ đó nâng cao hơn tính ứng dụng trong các chương trình đào tạo đáp ứng được nguồn nhân lực tốt nhất cho doanh nghiệp Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Cà Mau đã trao năm suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Bạc Liêu, trao 240 suất học bổng tạo quấn kỹ năng quản trị khách sạn nhà hàng chuyên nghiệp cho hội sinh viên trường. Nhằm giúp nông dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tại ấp hành chính, Quỹ ban Nhân dân thị trấn Phước Long, Quyền Phước Long đã thành lập Tổ hợp tác dịch vụ nuôi trồng thủy sản thành đạt, với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là cung cấp thông tin sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Tổ hợp tác được thành lập có 14 thành viên tham gia với tổng diện tích nuôi thủy sản gần 25 ha. Tại buổi lễ, các tổ viên đã dân chủ thống nhất lựa chọn bầu ra ban điều hành, tổ trưởng tổ hợp tác nhiệm kỳ 2018-2022 và thông qua mục đích hoạt động là cùng nhau trao đổi kỹ thuật trong quá trình sản xuất, xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ nguồn giống cho tổ viên hoạt động sản xuất đoàn kết cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực sản xuất tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất hợp tác cùng nhau mua các vật tư thiết yếu giá thấp đạt chất lượng liên kết cộng đồng với nhau trong quản lý và bảo vệ môi trường đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh bảo quản tài sản chung cùng nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng chấp hành tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật nhà nước và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương Tính đến nay, huyện Phước Long thành lập được 58 hợp tác xã, tổ hợp tác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đến năm 2020. Theo kế hoạch, trong năm 2018, thị xã Giá Rai phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương 1.293 hộ. Từ đầu năm đến nay, thị xã Giá Rai chỉ đạo cho các ngành có liên quan phối hợp cùng các đơn vị phân công tiếp cận nhận đỡ đầu cho hộ nghèo. Kết quả đã có 51 ban ngành đoàn thể thị xã nhận giúp đỡ 59 hộ nghèo. Thị xã cũng đã phối hợp với 8 đơn vị ngành tỉnh tiếp nhận giúp đỡ cho 113 hộ nghèo. Đến nay, 172 hộ nghèo đã được các ngành tỉnh và ban ngành đoàn thể thị xã tiếp cận, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cần giúp đỡ của mỗi gia đình. Vì tiếp cận nhận đỡ đầu hộ nghèo, trao vốn phương tiện sản xuất của các ngành các cấp sẽ tạo điều kiện cho hộ nghèo có phương tiện sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Giá Rai giảm xuống mức thấp nhất trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch dùng lúa hà thu năm 2018, quy dính lợi có tổng diện tích đất canh tác hơn 17.000 hecta Đến nay, nông dân trong quyền đã xuống giống được hơn 10.000 ha số diện tích này tập trung ở các xã thuộc dùng ngọt ổn định chuyên sản xuất ba vụ lúa trong năm của quyện gồm vĩnh hưng vĩnh hưng nga long thạnh và một phần của xã châu thới tuy nhiên do lượng mưa đầu mùa ít nên hầu hết nông dân đều phải bơm nước ngọt dưới các tuyến kênh lên đồng ruộng mới đủ lượng nước gieo xạ đồng loạt tập trung mà ngành nông nghiệp quyện khuyến cáo đồng thời nhằm kịp thời gian canh tác ba vụ lúa trong năm Hiện nay, việc bơm nước gặp rất nhiều khó khăn, cũng như tốn kém về chi phí sản xuất, công lao động đầu vụ của nông dân. Hiện tại, trà lúa của nông dân đã được 20 đến hơn 1 tháng tuổi, đang sinh trưởng, phát triển bình thường và đang được bà con nông dân tỉa dặm. Ngoài lượng mưa đầu mùa ít, diện tích lúa hè thu của nông dân còn đang đối mặt với sâu bệnh tấn công cây hại, nhiều nhất là sâu cuốn lá nhỏ. Là mùa màng năm nay, á, nó không thuận tiện cái là mưa chập chừng chập chừng quá, sâu cuốn lá nó xuất hiện nhiều chứ phải gặp như mỗi năm mà mưa xuống mà mưa đồng lọt mưa luôn thì sâu cuốn lá nó chậm dự định của tôi là bữa nay là của tôi hai chục ngày rồi tôi định cỡ bốn ngày nữa tôi tôi xịt rồi tôi giải giải phần là bón thúc đặng, lấy những tròi hiệu Lượng mưa đầu mùa ít và không đồng đều trên các cánh đồng nên cũng đã làm chậm tiến độ xuống giống của nông dân ở một số vùng chuyên sản xuất lúa tài nguyên của huyện như thị trấn Châu Hưng, xã Châu Hưng Nga, Hưng Hội, Hưng Thành và phần còn lại của xã Châu thới. Vào thời gian này, nông dân nơi đây mới chỉ tập trung ra đồng để cải tạo đất chờ mưa gieo xạ. Một số nơi nông dân đã bơm nước dưới kênh lên để gieo xạ nhưng đang rất lo lắng về nguồn nước. Theo Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Quyền Vĩnh Lợi cho biết, lượng mưa đầu mùa ít và không đồng đều đã ảnh hưởng đến khâu xuống giống đồng loạt, tập trung đúng theo lịch thời vụ. Lịch nét rầy của ngành nông nghiệp khuyến cáo dẫn đến chênh lệch lúa lớn nhỏ ở các vùng sản xuất. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành chuyên môn trong công tác quản lý dịch hại trên trà lúa, đặc biệt là giai đoạn đầu vụ. À, năm nay do cái tình hình thời tiết lượng mưa không đồng đều mà dẫn đến là chia ra gõ gợt hai trà lúa xuống giống trên lệch với nhau gần 30 ngày thì còn lại ba xã một thị trấn đó là Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A và thị trấn Châu Hưng thì ở cái thời điểm xuống giống cái đợt mà xuống giống theo lịch né gầy từ ngày 2 tháng 6 cho tới ngày 12 tháng 6 thì cơ bản tới thời điểm này thì bà con nông dân do cái lượng nước mưa không có thì bà con chủ động bơm và bà con làm đất để bà con gieo xạ cơ bản diện tích xuống giống tới thời điểm này bên ba xã một thị trấn đó cơ bản trên 1.000 hecta thì trong quá trình là trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cũng có làm việc với quỹ ban các ngành đoàn thể vận động tuyên truyền mà bà con nông dân trong cái vùng à, khu vực là ba xã một thị trấn làm lúa hai vụ trên năm vận à, động bà con nông dân xuống giống từ đầu tháng sáu cho tới hai mươi tháng sáu dứt điểm thì lưu ý trên cái thời điểm bà con xuống giống thì quản lý một số cái đối tượng dịch hại ngay đầu vụ đặc biệt là một là con ốc bu giang thứ hai là cái cây cỏ dại thứ ba nữa bà con lưu ý vệ sinh đồng ruộng là để là tránh cái tình trạng là ngộ độc hữu cơ sản xuất lúa trong vụ hè thu nông dân thường gặp bất lợi từ yếu tố khách quan của thời tiết dịch hại để giảm thiệt hại và đạt năng suất cao ở cuối vụ nông dân nên áp dụng các quy trình quản lý dịch hại tổng hợp do ngành chuyên môn khuyến cáo đồng thời thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Bản tin thời sự của đài truyền hình Bạc Liêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.